Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Tạm Mình Tú Vlog nha. Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay là một ngày nắng cực kỳ đẹp. Lâm Đồng bọn em có lẽ là chuẩn bị chuyển sang thu rồi. Đang rất là lạnh. Buổi sáng đang rất là lạnh, nhưng mà không biết nó còn đón những cơn bão nào nữa không, thì nó ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và mưa hay không. Năm nay thì có những cái hiện tượng cực kỳ là kỳ lạ đối với những cái loại cây trồng, và nhất là những cái loại cây hoa lan đặc hữu ở Lâm Đồng như là cây Duy Linh Xuân nhé. Hiện nay những cái loại giả hạc hè thì nó cũng đã đứng ngọn, và kể cả những cái loại giả hạc xuân thì nó cũng đã đứng ngọn hết rồi và nó cũng có hoa hết rồi. Hôm nay thì hoa nó nở nhiều quá, muốn quay cho các cô chú anh chị em từ cái năm cách đây khoảng tầm nhiều năm về trước rồi, biết đến cái giống giả hạc Duy Linh Xuân này và chơi nó, thì năm nay em mới thấy cây giả hạc Duy Linh Xuân là nó nở cực kỳ sớm. Ở đây hoàn toàn là có nụ hết rồi. Cái lô này bán cho một anh ở dưới Đồng Nai nhá, bán cho một anh ở dưới Đồng Nai rồi. Cây này là cây ta ly lưỡi đỏ đấy, chứ không phải cây châu như đâu. Vẻ đẹp của cái loài đặc hữu Duy Linh Xuân ở Lâm Đồng này ấy, hoặc là một số những cái loài đặc hữu như là kiều, hay được gọi là thủy tiên, lồng đèn Lâm Đồng. Thủy tiên lồng đèn thì ở ngay sau nhà em đây, Lộc Bắc. Rồi là những cái loại đại ý thảo xuân, long tu xuân, kim điệp xuân, kiều xuân. Nói chung là Lâm Đồng được thiên nhiên ban tặng về những cái giống hoa lan rất là phong phú và đa dạng. Kể cả những cái loại lọng nó cũng có rất là đa dạng. Đây, ngày xưa mà chơi được một bông mà tani lưỡi đỏ như này thì cực kỳ là đẹp. Đấy, anh ở Đồng Nai thì anh cũng đã chốt hết rồi. Đây, đứng ngọn này, tự ra lụ luôn. Nuôi theo một cái phương án là tự nhiên các cô chú anh chị em ạ. Đấy, chỉ có chăm sóc theo một cái chế độ bình thường. Nhưng mà cây thì nói chung là nó cũng là khá là ok, khá là mập, đẹp. Cây tầm như thế này là đạt rồi các cô chú anh chị em ạ. Đấy, cây tầm như thế này là đạt rồi, không cần phải thúc nhiều. Đây, một cái ngọn rất là dài. Ôi, đổ. Rất là thơm nha các cô chú anh chị em. Nhất là vào buổi sáng và chiều tối thì cái cây, cái bông này nó nở thì nó rất là thơm. Cái mùi hương của nó thì cực kỳ thơm, cực kỳ lan tỏa. À, có lẽ là năm nay thì nhiều các cô chú anh chị em sẽ chơi hàng hè vào dịp Tết. Tại vì hàng hè vào dịp Tết thì đợt này nó đứng ngọn rồi, thì hoàn toàn khoảng tầm từ bây giờ đến Tết ấy, thì người ta có thể là làm cho nó no thân, và người ta có thể là làm hàng hè vào vụ Tết và dịp Tết này là hoàn toàn là chuẩn xác. Nhưng mà với cái thời tiết nhá, với một cái thời tiết là ủng hộ như là cái thời tiết năm nay đấy, chứ còn mà như là những cái năm trước hay là trước trước nữa ấy, thì không thể nào mà làm hàng hè về Tết được. Họa may có những cái cây nó đứng trước hoặc có những cây nó đứng sớm thôi, chứ nó sẽ không đồng loạt nhá. Cho nên là các cô chú anh chị em cũng phải hiểu là thời tiết nó luôn luôn quyết định đến nhiều thứ và mọi thứ, chứ không phải là chúng ta muốn gì được đấy đâu. Đấy, chúng ta phải hiểu rằng cái công cuộc phòng vượt đông của chúng ta nó cũng đã xảy ra, một cuộc cách mạng phòng vượt đông nó đã xảy ra ồ à và tràn lan. Nhưng mà cuối cùng người ta vẫn phải công nhận một điều rằng nếu thời tiết không ủng hộ, kể cả có phòng vượt đông nhiều đi chăng nữa, thì cái cây nó cũng sẽ không bao giờ mang lại được những cái điều mong muốn như của chúng ta. Đấy, người ta bảo là thiên thời địa lợi nhân hòa mà. Thời tiết thì ủng hộ thì năm nay mới được mùa, chứ còn thời tiết nó không ủng hộ thì có chui về trong nhà kính thì nó cũng vậy thôi. Ngay kể cả chính bản thân bọn em đây là những cái người mà làm rau ở trong nhà kính. Đấy, trong những cái nhà mà phông bạt ni lông đấy, có máy hút rồi máy đẩy rồi các kiểu thể loại. Nói chung là điều kiện gọi là nhân tạo để tạo cho nó một môi trường sống thật là tốt cho cây rau, môi trường sống thật là tốt. Nhưng mà thật sự phải nói chia sẻ một cách khoa học đối với các cô chú anh chị em là khi nào mà thời tiết ở bên ngoài nó ổn thì cây cối ở bên trong nhà kính nó sẽ phát triển vượt bậc hơn nữa. Đấy, còn khi nào ở trong bên ngoài
nhà kính mà cái quá trình nó tồi tệ, là tồi tệ quá, thì cái cây ở cây rau ở trong nhà kính nó cũng không phát triển được như mong muốn đâu các cô chú anh chị em ạ. Chẳng qua làm nhà kính để cho nó hạn chế một số những cái rủi ro, hạn chế được một số những cái bệnh tật và hạn chế được một số những cái côn trùng chích hút các kiểu thể loại thôi. Chứ nếu mà bảo mà để chi phối được và chi phối 100% đối với thời tiết tự nhiên thì hoàn toàn là không bao giờ có nhá. Nhiều các cô chú anh chị em phải tìm hiểu kỹ thì mình mới biết được. Nó cũng giống như phòng vượt đông thôi các cô chú anh chị em ạ. Máy lạnh thì làm sao mà nó có đủ hơi ẩm, độ ẩm được. Kể cả mọi người phun xương nhà yến, mọi người tạo, không bao giờ bằng cái thời tiết bên ngoài được. Nếu thời tiết bên ngoài nó tự nhiên, thời tiết bên ngoài nha, nó trao đổi chất, trao đổi khí, cây la nó trao đổi chất, trao đổi khí, hoặc là kể cả con người trao đổi chất, trao đổi khí qua da và ánh nắng, thì nó đều có những cái loại hoạt chất và tính chất dinh dưỡng nó khác nhau. Chứ không phải là đơn thuần mà chúng ta mắc cái máy lạnh, tạo cái phun xương xong rồi đèn hồng ngoại các kiểu là chúng ta đã cung cấp đầy đủ nó đâu. Đấy chỉ là nhân tạo thôi, những cái loại đấy chỉ là màu mè thôi. Đấy, phun xương thì từ nước thì nước thì có tí chất dinh dưỡng thôi. Nói chung là kệ có chất dinh dưỡng đi. Đấy, đèn ánh sáng bên trong làm gì có chất dinh dưỡng để cho nó trao đổi. Ánh nắng mặt trời nó mang rất nhiều những cái yếu tố khác nhau, vừa để trao đổi chất, vừa để hấp thụ vitamin. Chứ nó đâu có giống bóng đèn của mình đâu. Bóng đèn của mình hấp thụ cái gì vitamin ở đâu. Đấy. Rồi là đến những cái máy lạnh. Cái máy lạnh thì cho là máy lạnh tạo ra độ ẩm đi. Nó có bằng gió bên ngoài không? Gió bên ngoài thật sự với các cô chú anh chị em là nó sẽ mang đầy đủ những cái yếu tố hơi ẩm, độ ẩm các kiểu. Mọi người có thốc quạt, thốc kiếc nó có bằng gió bên ngoài không? Không bằng được đâu. Cái gì nó được thiên nhiên ban tặng, mà cái gì nó thuận hòa thì nó sẽ hay hơn. Tự nhiên nó sẽ ban tặng cho chúng ta, nó sẽ hay hơn. Chứ không phải là con người chỉ có gọi là tạo những cái điều kiện tốt nhất cho cái cây trồng hoặc là một cái vật nào đó phát triển thôi. Đấy, cho cái môi trường của nó đỡ rủi ro hơn và nó đỡ bị bệnh tật hay các kiểu thể loại hơn thôi. Chứ còn nói chung là không thể nào mà chi phối được. Đấy, toàn thể các cô chú anh chị em ở Lâm Đồng hiện nay thì cái tình trạng mà nụ rồi nở như này thì nó là một cái điều hết sức là bình thường nhé các cô chú anh chị em. Bông này đang hé này. Đây, những cái bông này này. Nhiều các cô chú anh chị em bảo là thế sao Tú không nhập hàng xuân về bán bây giờ, thì thật sự với mọi người là hàng xuân không thích hợp cho bây giờ. Chẳng qua cái lô này là em lựa ra là nó toàn bộ là nụ với cả nở hết rồi thì mới dám bán thôi. Chứ còn những cái hàng mà nó cứ lớn như này, nó chưa có nụ, chưa có gì thì vẫn phải dưỡng nó để cho đến xuân thôi. Tại vì đúng vụ của nó thì xuân mới bán mới tốt được các cô chú anh chị em nhá. Đấy, chứ không phải là lựa ra để bán cho các cô chú anh chị em những cái cây nó chưa có nụ, chưa có gì. Về mọi người nuôi, em nói thật mọi người, nhiều các cô chú anh chị em đến thời điểm bây giờ hiện tại kỹ thuật cơ bản về cây lan còn chưa nắm được rõ, cho nên là để điều tiết chuyển vùng cái cây giả hạc Di Linh Xuân này về tay các cô chú anh chị em thì hoàn toàn có khi nó lại không ra nụ, nó lại không nở, thì nó không như ý muốn của mình, nó chơi nó sẽ bị cái tính chất gọi là cảm xúc nó sẽ bị hụt hẫng, hoặc là mình mong muốn nó không nở thì mình sẽ buồn. Đó, cái kiểu là nó là như thế nha các cô chú anh chị em, chứ không phải là không muốn bán đâu, muốn bán lấy tiền chứ. Dạo này em đói em nghèo lắm chứ. Chứ đâu có đú được đâu. Cho nên là lúc nào có lô mới ấy, thì em sẽ lại thông báo cho các cô chú anh chị em. Đấy, thật sự là cũng rất cảm ơn các cô chú anh chị em còn quan tâm mà đến cái cây lan, chứ không những là bảo là quan tâm đến kênh của em hoặc ủng hộ cái kênh của em. Đấy, tất cả nếu các cô chú anh chị em đã đam mê cây lan, cây gọi là cây lan nó ngấm vào máu rồi, dù mua một chậu, hai chậu hay nhiều chậu, hay là chúng ta có tình cảm đối với nó, thì chúng ta vẫn phải nuôi, chúng ta vẫn phải phát triển. Thế thôi. Đấy, cộng đồng phát triển thì đa phần là chúng ta sẽ nhận được nhiều những cái chuyển biến tích cực về cái cây hoa lan này hơn. Rồi, em cũng xin chúc toàn thể các cô chú anh chị em một buổi sáng thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin chào mọi người. Đấy, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em đã theo dõi và ủng hộ kênh.